Trong hai ngày 27 và 28 tháng 7, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Tân Châu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã và diễn tập chiến đấu xã Lê Chánh, phường Long Hưng trong khu vực phòng thủ năm 2023 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ với sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ sâu sát của cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối hợp nhịp nhàng thống nhất của các lực lượng, thị xã Tân Châu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Trong diễn tập các đồng chí lãnh đạo trên từng giai tập đã nắm vững nguyên tắc thực hiện đầy đủ nội dung, vận dụng linh hoạt sáng tạo giữa thực tiễn và lý luận, chỉ đạo công việc, kết luận, phân công, thực hiện chặt chẽ rõ ràng khoa học, cán bộ tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo nội dung và đề xuất nhiều biện pháp cụ thể, sát thực tế. Các đơn vị lực lượng chủ trang thị xã đã thể hiện rõ vai trò nồng cốt trong công tác tham mưu, tập trung hiệp đồng với các đơn vị thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh các cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương tham mưu cho ban chỉ đạo diễn tập triển khai thực hiện và điều hành cuộc diễn tập cán bộ chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao nỗ lực khắc phục khó khăn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thông qua diễn tập đã nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới